Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 3 tập 1, tuần 9 tiết 7. Bài luyện tập A lớn là đọc thầm. Bài mùa hoa xấu. Vào những ngày cuối xuân đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi bay đi. Nhưng ít ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy. Từ những cành sấu non, bật ra những chùm hoa trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông tí hon. Hoa sấu thơm nhẹ, vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi tưởng như vị nắng non của mùa hè mới đến vừa động lại b lớn dựa theo nội dung bài học ghi dấu x và ô trống trước ý trả lời đúng một nhỏ cuối xuân đầu hạ cây xấu như thế nào cây xấu chỉ ra hoa cây xấu chỉ thay lá cây xấu thay lá và ra hoa ở đây em biết là vào những ngày cuối xuân đầu hạ khi nhiều loại cây đã khoác màu áo mới thì cây xấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Rồi từ những cành xấu non bật ra những chùm hoa trắng muốt, hoa xấu thơm nhẹ. Như vậy là vào những ngày cuối xuân đầu hạ thì hoa xấu là thay lá và ra hoa. Ở đây các em chọn là cây xấu thay lá và ra hoa. Hai nhỏ hình dạng hoa xấu như thế nào? Ở đây các em chú ý là người ta hỏi về hình dạng hoa xấu. Hoa xấu nhỏ li ti như vị nắng non của mùa hè. Hoa xấu trông như những chiếc chuông nhỏ xíu. Hoa xấu thơm nhẹ, vị hơi chua. Ở đây người ta hỏi hình dạng chứ không hỏi vị hoa xấu. Ở đây chúng ta biết là chùm hoa trắng muốt này nhỏ như những chiếc chuông tí hon hay là những chiếc chuông nhỏ xíu thì cũng như vậy. Tí hon với nhỏ xíu nó nó đồng nghĩa với nhau. Như vậy các em chọn là hoa xấu trông như những chiếc chuông nhỏ xíu hay là những chiếc chuông tí hon. Nhỏ xíu và tí hon nó đồng nghĩa với nhau. Ba nhỏ, mùi hoa xấu như thế nào? hoa sấu thơm nhẹ có vị chua hoa sấu hăng hắc hoa sấu nở từng chùm trắng muốt hoa sấu thơm nhẹ vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi như vậy là mùi hoa sấu là hoa sấu thơm nhẹ có vị chua, đây là mùi của hoa sấu Thơm nhẹ, có vị chua Rồi tiếp theo em sang bài tập số 4 Bài đọc trên có mấy hình ảnh so sánh Viết rõ đó là hình ảnh nào Một hình ảnh, hai hình ảnh hay là ba hình ảnh Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng quay trở lại bài đọc Và tìm xem là trong bài có mấy hình ảnh so sánh Và chỉ ra đó là những hình ảnh nào Hình ảnh thứ nhất là chùm hoa trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông tí hon. Từ so sánh ở đây là từ như này. Chùm hoa trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông tí hon. Chúng ta phát hiện ra những hình ảnh so sánh là qua qua từ như. Chùm hoa trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông tí hon thì sự vật một ở đây chính là là chùm hoa xấu và sự vật hai là chiếc chuông tí hon chùm hoa sấu được so sánh nhỏ như những chiếc chuông tí hon rồi hình ảnh so sánh thứ hai là vị hoa sấu vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi tưởng như vị nắng non của mùa hè từ so sánh ở đây là từ như chúng ta phát hiện ra các hình ảnh so sánh qua từ như này rồi như vậy ở đây, chúng ta sẽ hoàn thành bài tập là như sau. Ở đây là có hai hình ảnh này, em chọn hai hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là chùm hoa sấu nhỏ như những chiếc chuông tí hon. Hình ảnh thứ hai là vị hoa sấu chua như vị nắng non của mùa hè. Rồi tiếp theo em sang bài 5. Trong câu đi dưới đặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm Em có thể thay từ nghịch ngợm bằng từ nào? Tinh nghịch, bướng bỉnh, dại dột. Ở đây các em xem là từ nghịch ngợm nó đồng nghĩa với những từ nào trong 3 từ cho dưới đây? Tinh nghịch, bướng bỉnh hay là dại dột? Thì chúng ta biết là nghịch ngợm đồng nghĩa với tinh nghịch, như vậy các em chọn là là tinh nghịch. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.